không phải là khi bỏ mình dọn xong là sẽ đem đi bán lấy lời. Thì thực sự em luôn rất ghét vấn đề đó. Cho nên là có nhiều người khi mà ta vô, người ta dọn xe mình á, người ta nói những câu rất là khó chịu. Ta hỏi, ủa dọn xong vậy bán được không? Hoặc là bán lời không? Mình nói cái này đó mà xe của nhà anh mà anh đem đi bán thì thôi anh đừng có sửa, anh đừng có dọn mới, anh đem đi bán luôn đi với em, anh kiếm em á, cho dù anh có tiền em cũng không có làm. Ai đâu mà cái cũ của gia đình mình mà tự nhiên bây giờ đem đi bán lấy lời, đúng không các bạn? Rồi, chào 500 anh em YouTube. Thì rất vui gặp lại 500 anh em YouTube vào ngày 3 tháng 1 năm 2022 là những ngày đầu năm mới. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái xe rim Thái dọn mới full toàn bộ của anh Hiếu Hà Nội. Thì đầu tiên luôn á là về cái xe này là anh Hiếu mua qua tay và anh Hiếu dọn mới luôn. Thì tổng cái chi phí cho xe này là bao nhiêu? Thì vừa mua một chiếc xe, vừa dọn lại một chiếc xe thì tay nhận là tầm khoảng 90 cho tới 125 triệu, hoặc có khi mình nhận là từ 100 đến 125 triệu. Thì trong quá trình mình nói, camera quay từng chi tiết, quay từ trên xuống, đổ đầu từ dưới này qua đây bên một mặt này trước. Thì nếu mà có những người sẽ đặt ra câu hỏi khó là chính xác là bao nhiêu tay, dạ mình xin thưa với mấy anh đó là em không biết được là bao nhiêu tiền. Bởi vì sao? Bởi vì xe á, là em mua xe cũ. Và khi dọn vậy thì dọn thì đồ nào mà còn xài lại được thì em sẽ xài. Thì đối với khi mà mua một cái chiếc xe cũ á, thì có thể là có khi em mua 11 triệu, có khi em mua 15 triệu, có khi em mua 2, có khi em mua 15, có khi em mua 30, có khi em mua 35. Hiếm những cái xe nào mà em kiếm mua cho khách mà quá 40 triệu lắm. Đầu tiên bởi vì sao? Bởi vì á, mình mua, mình đã xác định, mình bỏ hết, mình dọn mới lại, thì dĩ nhiên mình mua cái xe đẹp quá nó cũng phí, đúng không các bạn? Nhưng mà nếu mình mua cái xe xấu quá, mình bỏ nhiều chi tiết, hoặc là cái khung sườn nó không đẹp, thì dọn lên cái xe nó cũng không có cái hồn xe. Thì bởi vậy cho nên là khi mà đa số tay mua, tay sẽ lựa là xe khung sườn còn đẹp không mục, là cái nhất. Cái thứ hai là số sườn, số máy còn ok, là ví dụ số máy là không bể, không đồ thì là mình kiếm mình mua. Rồi tiếp đến là camera giật lại vị trí ban đầu để cho mọi người coi. Thì riêng về xe này góp với các bạn luôn, nếu mà mua cái xe cũ, đồ đạc còn cũ không giữ lại được cái gì, hãy quyết định dứt khoát. Từ đâu ra mà cho mình quyết định dứt khoát? Nếu mà dọn một chiếc xe á, nó sẽ còn là thời gian, cái thứ hai là còn số tiền. Xe nào cũng vậy á, ai cũng vậy. Anh Hiếu không có giới hạn với số tiền, và anh Hiếu không giới hạn thời gian, và anh Hiếu không nôn Tết. Anh nói là qua Tết tay đưa cho anh cũng được, nhưng mà thực sự là tới đây là hoàn thiện rồi các bạn, không còn gì để mình canh chỉnh nữa. Thì mình quyết định là mình kết thúc, mình giao cho anh Hiếu. Thì tại sao? Thì bây giờ như vậy, cái xe khi mà các bạn mua của tay, các bạn phải ra hồ sơ biển số xe, tất cả mọi thứ, cà vẹt xe đứng tên các bạn luôn, em mới bắt đầu em dọn. Khi mà chưa ra tên các bạn em sẽ không dọn nha. Bởi vì sao? Cái đó là đảm bảo cho các bạn, đảm bảo lợi ích cho các bạn là các bạn sẽ được là một cái chiếc xe chính chủ của mình trước đã. Bởi vì anh em chỉ coi trên mạng, anh em tin tưởng thằng tay, anh em gửi cho thằng tay, nhưng mà anh em chưa hề biết là thằng tay là thằng nào hết. Thì ít nhất phải có một cái gì đó thuộc về anh em trước đã. Về mặt pháp lý là giống như là anh em phải mua cái xe này cà vẹt, cái chiếc xe phải đích thân ra được cái biển số năm số mới là một, ra được họ tên của anh em trên cà vẹt, trên giấy phép đăng ký xe là hai, thì mình mới bắt đầu mình dọn. Xe này đó là về cái xe này. Thì bây giờ là mình sẽ đi vô, à quên, mình xin lỗi, còn để mà đưa ra được cái quyết định mà dứt khoát hết á, mà bỏ hết toàn bộ, thì phụ thuộc vô là túi tiền. Bây giờ ví dụ như cái xe này mình thấy mua chủ yếu lấy bộ giấy với giá tiền cũng rất là hợp lý. Rồi, bỏ hết toàn bộ, ngay cả phần máy mình cũng bỏ.
toàn bộ dây điện sườn y sơ sẹt đồ mở hết 100%, thấy mới hết. Vậy là nó ngon. Thì thấy mới hết liệu có ngon? Thực sự xin phép thưa là không ngon, chưa chắc. Nó sẽ cần những cái quá trình chỉnh sửa phần máy cũng vậy. Thì mình phải lựa chọn được cái quyết định đúng đắn của mình. Thì bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn full vàng nội thất của xe Dream Thái anh Hiếu Hà Nội, và thay mới full toàn bộ, đúng phụ tùng chính hãng. Thì cái xe này đang không có dàn áo. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về là dây thắng, dây km, dây e, dây ga, 4 sợi dây quyền lực là chính hãng mới, không xài dây lô nha. Và chốt lại một cái ở đây nữa là sau này tất cả những cái tem chữ S màu xanh mình sẽ dán nằm ở đây, mình không dán trên sườn nữa. Rồi, để anh em khỏi thắc mắc luôn. Full vàng nội thất mới 100%, bộ chế Dream Thái xịn, dây xăng, lọc xăng, dây hơi máy, dây điện cục đề full 100% xịn, bộ dây đường, bộ dây điện sườn Dream Thái chuẩn, cao su nhỏ, tem 3 chữ A, dây điện sườn màu đỏ mới đúng là Dream Thái. Tiếp ISA mới dinh chính hãng, chớp xi nhan mới dinh chính hãng, mô in sườn mới dinh chính hãng, chuẩn Honda Thái Lan. Cục mô in sườn này hiện tại tới bây giờ luôn tay vẫn bán 516 ngàn, ai lên giá cỡ người ta tay vẫn bán 516 ngàn, tức vàng mặt full một vàng ở đây, tay mới hết 100%, để ăn chi cho nó đẹp. Rồi, thì cái xe này là đang không có dàn áo, cho nên là mình sẽ tập trung review về nội thất bên trong. Chừng nào xong xuôi hết mình sẽ cho các bạn thấy tổng quan về bên ngoài. Và hiện tại cái xe vẫn đang nổ nha. Cái xe này tự tin một cái á, là về phần máy mình quyết định cũng rất là sáng suốt, thay mới 100%. Dơn nè, lóc nè, con nè, củ đề nè, bộ chế nè, đầu lòng này của xe mình làm lại rồi đó. Nhưng mà cái quyết định này của mình nó đưa ra thực sự là đúng đắn. Và nó có một cái may mắn là mình thay mới 100%. Vách số thì mình giữ lại, nhưng mà được một cái là thay mới xong ráp vào êm, chuẩn, nhẹ, không hú và không kêu đầu lòng. Nó may mắn hơn cái xe Dream của anh Tú Vũng Tàu rất là nhiều. Cái xe anh Tú Vũng Tàu là một trong những xe mà mình gặp khó khăn nhiều nhất. Mình gặp trở ngại nhiều từ dàn chân, dàn bánh. Còn nguyên cái xe này thật sự mình ráp trong khoảng là 2 tuần là mình giao cái xe được cho anh Hiếu Hà Nội. Nhưng mà cái giai đoạn mình chuẩn bị sẽ rất là lâu nha các bạn. Giai đoạn chuẩn bị sẽ rất là lâu, có khi là 6-7 tháng. Hộp Boe full mới, dây ga full mới, kèn Dream Thái chuẩn màu bạc mới, củ đề mới, rồi sạc mới, nắp đựng bình ắc quy, hộp đựng bình ắc quy full mới, rồi led full mới. Những cái này là thiết bị điện chắc chắn 100% phải mua mới cho nó an toàn. Bình ắc quy mới, stop chân mới đó. Cái yêu cầu mà đặt ra cho cái dàn điện Dream Thái á, và từng con ốc ở bên trong xe Dream hoặc bất cứ xe dầu nào của Tây cực kỳ khó. Đa phần Tây sẽ muốn tất cả đều là mới hết, ốc ế cũng vậy. Sẽ có một số người khi mà dọn xong một cái chiếc xe nhìn ở ngoài rất đẹp, nhưng bắt đầu gỡ bẩn ra, gỡ hộp đồ nghề ra, gỡ hai nắp cốp ra, ở trong toàn là ốc cũ không, không xi luôn. Có những người tệ đến mức không xi, có những người giữ lại đồ cũ nhưng mà không biết rửa ráy sạch sẽ giùm chủ xe. Những điều đó tối kỵ. Rồi dây điện sườn nè, dây điện sườn, dây ga, dây e, dây điện, cái kèn đi gọn gàng hết. Để mà các bạn nhìn được cái góc này, các bạn thấy được cái chiếc xe nó gọn. Cho dù là cái xe này có gắn bẩn hoặc không gắn bẩn, mình đều muốn nó gọn trước. Và cái sườn này là đúng cái sườn dinh trên xe nè. Các bạn thấy là mình sơn là còn được 19B96 nè. Rất là đẹp ha. Chữ nghĩa luôn phải rõ ràng như vậy thì mới chuẩn. Tay là một cái chiếc xe tay dọn, một cái chiếc xe tay đặt cái vấn đề cái cây sườn. Đây là cái khung sườn, cây sườn. Tay đặt cái vấn đề này rất nặng.
Tây luôn luôn muốn kiếm được một cái sườn đẹp, một cái chiếc xe đẹp, cái sườn và phần máy cho chủ xe. Đồ ở ngoài có nát, có nào nát bỏ làm lại được hết, cỡ nào cỡ đều làm lại được, nhưng mà cái sườn và cái số máy nó phải đẹp, nó phải chuẩn, không có lỗi lầm, dọn xe lên nó mới đã. Đó, đúng rồi đó. Thì khi mà các bạn ngồi ở cái thế của anh Đạo Victor em, các bạn sẽ thấy được cái độ hở bánh sau và bánh trước vừa phải. Đây là một trong những điểm mà quan trọng nhất cho khi mà dọn mới một cái chiếc xe. Thì bây giờ là mình sẽ chào các bạn và mình giờ mình ráp hết vô và mình review giờ một cái xe rim Thái chuẩn người lớn tuổi đây, không phải lôi trôi đây. Chào tạm biệt mọi người. Rồi, chào 500 anh em YouTuber, rất vui gặp lại 500 anh em YouTuber trong chuyên mục là dọn mới xe rim anh Hiếu Hà Nội. Thì đầu tiên cho Tây gửi lời cảm ơn anh Hiếu đã dành tất cả cái sự tin tưởng dành cho Tây để gửi mua một xe rim và dọn mới một xe rim. Thì tổng chi phí mà Tây mua và Tây dọn xe rim này thì nó 8-7 triệu, thì rất là hợp lý đúng không các bạn. Đa số Tây sẽ báo cho khách trước khi mà khách bỏ dọn mình là sẽ khoảng từ 100 cho tới 125 triệu cho một chiếc xe rim. Thì cái con số đó sẽ không bao giờ cố định hết, có thể là nó sẽ mắc hơn 125 triệu và có thể nó sẽ rẻ hơn 100 triệu. Nó sẽ tùy vô cái tình trạng xe mà mình kiếm được và nó sẽ tùy vô tình trạng xe mà mình mua được. Và cái xe này mình mua cho anh và mình dọn mới luôn thì tổng chi phí là 87, và tất cả phụ tùng trên đây là đều thay thế mới bằng phụ tùng Vinh chính hãng Honda Thái Lan hết. Thì xe này mình giữ lại được cái gì? Thì xe này thì mình đúng giữ lại luôn là được cặp phục sau, sườn và lốc số, tất cả phụ tùng trên xe là mình thay hết. À, thêm cái đồng hồ mình giữ lại. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là về phần cổ phục chắn ba trước đi. Thì camera có thể đứng lại góc bên này. Về phần cổ phục chắn ba trước á, thì ở đây là mình thay full kiếm gió hậu. Mình thay một cặp gương mới AB chính hãng Honda Thái Lan. Rồi viền đèn, chóa đèn, xi nhan hai bên, tất cả là mình thay phụ tùng mới hết. Thì đèn là nó như là con mắt của người mình vậy đó. Thì nếu mà mình thay mới thì nó mới trong, nó mới sáng và nó mới đẹp được. Nếu mà mình không thay mới thì sẽ không bao giờ nó sáng nó đẹp được. Tiếp đến là về phần rổ, mặt nạ xi, bẩn, yếm và quả đào đều được gắn đầy đủ cho xe này. Thì xe này là dọn theo phong cách lịch sự đó các bạn, là sẽ có yếm bẩn, có rổ, có kiến hậu, có ba ga giữa full đầy đủ. Thì việc gắn một cái xe, một cái yếm bẩn lên một cái chiếc xe rim á, nó đòi hỏi cái sườn chuẩn. Thì khi mà cái sườn chuẩn thì bắt đầu các bạn mới ráp được cái phần này nè, nó sẽ có độ hở đều. Và đó là những cái chi tiết mà ít người để ý tới. Nhưng mà khi mà gắn lên, tại sao người ta ít để ý tới? Bởi vì người ta lo tập trung, người ta ráp một cái xe rim thì tới khi mà hoàn thiện á thì người ta lại gắn cái này vô, nó lại phần này nó đụng lên cổ hoặc là nó hở với cổ quá nhiều. Thì cái đó là do khung sườn ngay từ đầu người ta đã xử lý không kỹ và người ta nghĩ vấn đề đó là đơn giản. Tiếp đến cái thứ hai á là về phần bẩn nè, các bạn thấy là mình ráp vô sẽ ôm, nó ôm với cái mặt nạ trước rất là nhiều. Thì nó cũng đòi hỏi luôn là khung sườn phải có sự chỉnh chu, phải làm đúng. Cái khung sườn nó như là cuộc sống lưng của con người mình vậy đó. Nếu mà các bạn xử lý khung sườn của một chiếc xe không chuẩn thì cái chiếc xe của mình khi mà ráp lên nó cũng sẽ không được đẹp. Rồi, ở đây là về phần dàn chân là phuộc nè, Mayer nè, nang, tất cả những chi tiết ở đây đều mới 100% liền luôn. Vậy vỏ là vỏ IRC Made in Thái Lan xịn luôn. Qua chi tiết bên này thì cốt là cốt chấm bi nè, bát còn thắng là cũng full mới nè, ốc là ốc số 10 nè. Thì chỉ khi mà các bạn thay mới full 100% ốc dàn chân thì cái xe mình nó mới có được độ sáng và độ nét của con ốc. Nếu mà mình không thay mới full 100% á thì những con ốc của mình nó sẽ có những chi tiết không được đẹp. Cho nên là Tây luôn lựa chọn thay mới đó. Và cái này kêu là mắt mèo, mình không biết ngoài Bắc anh em kêu là gì mà cái này Tây kêu là mắt mèo phản quang đó. Mắt mèo phản quang này á là mình cũng thay mới, dây thắng và dây km thay mới.
Full vàng áo nhựa, full vàng nhựa, đây là nhựa Thái. Nhựa Thái là làm sao? Là mình mua nguyên vàng áo rim Thái và mình bỏ mình sơn lại theo màu xe rim tồn kho hồi xưa á. Cái màu xe rim Thái nó sẽ chia ra là theo cái định hướng của mình, nó sẽ là khoảng 3 màu. Một là màu rim Super, hai là màu rim Thái mà rim Thái đời đầu, và cái thứ ba là màu rim Thái mà rim Thái đời cao. Thì Tây luôn lựa chọn là sơn về cái màu rim Thái đời đầu, nó sẽ đẹp hơn. Và khi mà mình mua một cái vàng áo rim Thái chuẩn đúng Honda Thái Lan mới bây giờ thì nó sẽ không trùng một màu. Riêng về xe rim, mà nhất về vàng áo xe rim nha, nó sẽ không bao giờ nó trùng một màu. Thì mình lấy tất cả những cái vàng áo đó mà đem đi sơn lại. Và cho dù nếu mà nó có trùng một màu thì nó sẽ bị hiện tượng gì, nó lệch màu với cây sườn. Bởi vì sườn xe rim là sườn bằng sắt. Cái sườn nó một màu và vàng áo nó một màu. Thì nếu mà ví dụ mình làm theo kiểu kinh tế rẻ tiền á, thì mình sơn cái sườn không, vàng áo mua mới giờ mình ráp vô thì nó sẽ không được đồng bộ cho lắm và nó không được đẹp cho lắm. Tốt nhất thì mình làm như vậy thì cái xe mình nó sẽ hài hòa hết toàn bộ luôn. Về phần thục sao, thục sao này là thục sao theo xe mình làm lại và mình lên ti 10 ly ở đây. Bởi vì đa số là phục mới á, mình mua á, thì nó sẽ không có được là phục rim Thái mới, mà chỉ mua đồ tồn kho mới có. Còn đây là mình dọn full đồ mới thì mình sẽ lấy đồ cũ lại, mình làm phục họ lại như một cây phục mới rất là đẹp, và nó sẽ nhúng cực kỳ chuẩn và đầm hơn đó. Cái độ nhúng của nó dịu, nó không quá nhão như phục Super mới. Ở đây là càng rim Thái chuẩn. Nguyên cái bọc xích là bọc xích rim Thái luôn đó. Tất cả những chi tiết đây là mới bây giờ. Ốc là ốc số 10, rõ nét đẹp từng con. Cốt bánh là cũng cốt bánh số 10. Cốt bánh số 10 này của xe rim Thái đời cao ha, nhưng mà mình khách đem qua xe rim Thái đời thấp. Xe này của anh mình mua đời thấp á. Rồi, nút này kêu là nút tròn bọc gấp nè, nó khỏi vô nước ở trong đây. Chống đứng, gác máy, chống nghiêng, tất cả là full mới 100% hết đó. Thì khi thay mới thì nó mới đẹp được cái chiếc xe nha các bạn. Rồi, còn những chi tiết này trên xe là mình sơn lại nè đó. Thì vậy là nó hoàn thiện cho một chiếc xe. Rồi, ở đây là về phần bên bô. Bô ở đây là sẽ thay bô 2543 mới. Hiện tại là xe đang nổ rồi. Bô 2543 này của mình đang gắn cho khách là đều, những cái bô này đều là đét đời thấp. Đét đời thấp là làm sao? Là năm sản xuất nó thấp. Nó không phải là bô tồn kho, nó là bô Sài Gòn mới bây giờ thôi. Nhưng mà nó là 2019-2020 thì nó sẽ phù hợp hơn và nó nghe hay hơn nhiều. Thì mình chuyên làm xe rim thì mình mua mình để dành một số cây để dọn cho một số anh em đó. Và xe này thì sau khi mình gửi giờ xong á thì chủ xe sẽ ra biển số xe rồi sau, cho nên là xe này chưa có biển số. Bát biển số này rồi thay mới hết. Ở trong đây là có một con cốc, kêu là cốc đuôi. Bát biển số mới, chen nước, cái này kêu là chen nước ha, chen nước xe rim full mới hết toàn bộ 100% về phần đuôi đèn hậu. Cản tay sách này là cản tay nắm, này là cản tay nắm theo xe mình xi lại. Thì một cái xe khi mà dọn á thì sẽ có những cái vấn đề gì khó. Thì khi mà một cái xe khi mà dọn á, nó sẽ có hai phần, một là khung sườn, hai là phần máy, là sẽ khó nhất. Thì nếu mà phần máy hoặc là khung sườn thì nó là gia công cơ khí thì chắc chắn 100% là sẽ làm được, không trục trặc. Còn về phần máy cũng vậy, phần máy cũng là gia công cơ khí, nhưng mà nó sẽ gặp quá trình khó hơn phần khung sườn rất là nhiều. Thì một cái chiếc xe mà khi mà ráp lên và kết thúc nhanh hay chậm phụ thuộc vô phần máy, đối với tay nha, đối với tay thì phụ thuộc vô phần máy rất là nhiều. Ví dụ khi mà xe anh Hiếu á ráp xong á, máy cực kỳ chuẩn và hơi hám bô, âm thanh của bô đó nghe rất là đã và rất là sướng tai. Có thể là anh em miền Bắc sẽ thích tiếng bô và chuộng tiếng bô hơn là anh em miền Nam rất là nhiều. Người ta muốn một cái âm thanh chắc và người ta rất thích bô 2543 hoặc là bô rim Thái mới. Nhiều em xe qua đó là anh em qua đó giống như lấy cái bô rim Thái này gắn qua cho xe quay, gắn qua cho xe cúp rất là nhiều. Thì một cái chiếc xe như vậy khi mà Tây đã mua cho các bạn, một lời khuyên mình dành cho các bạn là các bạn phải
sen tên chính chủ qua 100% trên giấy đăng ký xe là thông tin của các bạn hết rồi tay mới bắt đầu dọn, thì nó để cho nó hợp lệ và nó có niềm tin đó. Còn ví dụ anh Hiếu thì anh quá tin tưởng mình thì anh nói là tay cứ làm xong hết cho anh đi gửi về thì anh sẽ làm giấy tờ sau. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là do là anh Hiếu ở quận Hoàn Kiếm, thì quận Hoàn Kiếm phải khó hơn những quận khác là bắt buộc phải có xe mình mới đăng ký xe được. Thì bây giờ là mình sẽ thực hiện xong 100%, mình vẫn chạy thử, không xì nhớt, không xì dao, mình kiểm tra dưới đây nè, khô ráo sạch sẽ hết 100%, tất cả những chi tiết như này thì mình mới gửi về. Đó, và nếu mà một cái chiếc xe á đã sạch sẽ hết toàn bộ máy móc chuẩn thì các bạn sẽ đi được rất là lâu, không cần sửa chữa. Giống như là cái này mình trả về lại tình huống ban đầu khi mà các bạn mua một cái xe rim từ hãng ra, hay như là các bạn mua một xe rim Thái chính hãng từ hãng ra hồi xưa vậy đó. Một cái xe mà muốn đi bền thì phần máy nó phải chuẩn, nó chuẩn máy nó ấm, nó nổ ấm thì các bạn mới đó, xăng phải chuẩn, máy phải chuẩn thì đi nó sẽ rất bền, rất bền. Cái máy rim Thái mà ráp mà để mà cho nó êm, nó không có tiếng cò, nó không tiếng lòng á, theo kinh nghiệm cá nhân của mình á, khi mà mình làm dòng xe này thì cũng sẽ rất là khó nha các bạn nha. Bởi vì cái dòng xe rim Thái lòng của nó là lòng sắt không phải lòng gan, cho nên là lòng nó là lòng sắt không phải là lòng nhôm, cho nên là nó cực kỳ khó chịu, nó khó chịu lắm. Mình phải xử lý tốt nó thì nó mới êm và nó không có tiếng khịt khịt khịt, hoặc là tiếng reng reng reng, hoặc là nó tiếng y như là xì cái dây hơi nào ở đâu đó vậy đó, cực kỳ khó chịu cho một xe rim Thái. Thì nếu mà mình đã làm, mình gửi về ngoài Hà Nội, bắt buộc phần máy mình phải xử lý thiệt chuẩn, thiệt tốt và thiệt bền để cho mà cái xe nó có được cái sự chỉnh chu nhất. Và riêng về dòng rim Thái này nè, thì mình sẽ có một cái lời góp ý với các bạn. Những cái xe này nó đều mười mấy năm, hai mươi mấy năm hết, những cái lốp của nó rất là nhão và bách máy của nó cũng rất là cũ. Thì khi mà các bạn làm xong phần máy chỉnh chu hết, các bạn hãy giật ra hết và các bạn chét keo toàn bộ và hãy mua keo hãng. Hãng Honda nó cũng có keo chính hãng của nó và hãng Yamaha nó cũng có keo chính hãng của nó. Các bạn thích keo của hãng nào các bạn lựa chọn keo của hãng đó xài cho xe này. Tay thì tay lại xài keo của hãng Yamaha, keo chuyên dụng ráp máy của hãng Yamaha để đem lại cái sản phẩm tốt nhất. Thì cuối clip anh sẽ gửi lời cảm ơn tới anh Hiếu, bởi vì từ khi mà mình thực hiện cái xe này thì anh Hiếu đã chuyển tiền toàn bộ cho mình. Thực sự là khi mà ráp một cái xe sẽ không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà anh Hiếu thích thì anh Hiếu chuyển đại vậy đó. Và kết thúc ở đây thì anh Hiếu từ lúc làm cho tới cái lúc mà kết thúc xe, anh Hiếu không hề hối mình, và anh Hiếu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thời gian và kinh tế để cho mình ráp được một cái xe chỉnh chu giao về tay anh. Khi mà người ta đã dọn lại một cái chiếc xe như vậy thì người ta sẽ không bao giờ người ta bán, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ có cái mặt ổn định về kinh tế. Nếu anh em nào mà xác định dọn một cái chiếc xe xong sẽ bán lại kiếm lời thì mình xin thưa với anh em là sẽ không có lời nổi đâu. Bởi vì riêng tay ta dọn dòng xe rim Thái này thì nó khoảng là từ 65 cho tới 75 triệu cho một xe rim Thái. Thì sẽ có rất là nhiều anh hỏi là khi mà dọn lại á thì bán được bao nhiêu. Thì mình xin phép thưa các bạn luôn, những anh đó đừng có đem cái xe nào đi dọn hết. Bởi vì riêng cá nhân mình á, mình dọn cái xe nào nó cũng mắc hơn hãng sản xuất hết á. Thì mấy anh mà hỏi câu đó thì đầu tiên về giá trị kinh tế á, là mấy anh đã lỗ rồi. Và cái thứ hai về mặt giá trị tinh thần á, thì mình nói thẳng luôn, mình sẽ không làm cho những người đó. Bởi vì sao? Một cái xe khi mà làm ra đa số nè, xe của gia đình, hoặc là người ta rất thích cái xe riêng, nhưng mà do hồi đó kinh tế khó khăn, người ta không đủ khả năng người ta chơi. Thì sau này người ta làm, người ta dành dụm được ít, người ta chơi cái xe đó thì người ta muốn giữ lại. Và một cái xe đẹp như thế này thì không thể nào mà ai bán hết á. Và tay bỏ rất là nhiều tâm huyết và công sức vô một chiếc xe để mà dựng mới lại cho nó. Thì đó là những cái mồ hôi của mình trong đó rất là nhiều. Mình muốn là chủ xe khi mà có được một chiếc xe, người ta sẽ trân trọng nó và người ta yêu quý cái chiếc xe của người ta. Chứ không phải là khi bỏ mình dọn xong là sẽ đem đi bán lấy lời. Thì thật sự em luôn rất ghét vấn đề đó. Cho nên là có nhiều người khi mà người ta vô, người ta dọn xe của mình á, người ta nói những câu rất là khó chịu. Ta hỏi, ủa dọn xong vậy bán được không? Hoặc là bán lời không? Mình nói cái này đó, mà xe của nhà anh mà anh đem đi bán thì thôi anh đừng có sửa, anh đừng có dọn mới.
anh em đi bán luôn đi, với em anh kiếm em á, cho dù anh có tiền em cũng không có làm. Ai đâu mà cái củ của gia đình mình mà tự nhiên bây giờ đem đi bán lấy lời, đúng không các bạn? Thì hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2022, mình xin khép lại chương trình Dọn Mới series Minh Hiếu Hà Nội, và Tây cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều, bởi vì 500 anh em miền Bắc luôn tin tưởng và ủng hộ Tây trong suốt thời gian vừa qua. Thì trong năm sau mình sẽ cố gắng hơn, nâng cao tay nghề mình hơn, cho ra những sản phẩm tốt hơn. Và hiện tại luôn á thì mình dọn dòng xe rim này là tới 8-9 tháng lận, cho nên anh em muốn bỏ xe dọn lúc nào cũng được. Anh em khỏi hỏi là gần Tết anh Tây có làm hay không, tại vì bây giờ Tết các bạn bỏ cũng 9 tháng sau các bạn mới có xe lận. Và đó là em nói nghiêm túc chứ không phải em nói giỡn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.